Chào mừng các bạn đến với kênh Kiến thức Máy tính của mình. Và trong video ngày hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn cách để truy cập vào những trang web bị chặn bởi các nhà mạng. Và cụ thể ở đây thì chúng ta thường sử dụng mạng Internet đến từ các nhà cung cấp dịch vụ lớn như là FPT, Viettel, VNPT. Và cách này mình hướng dẫn cho các bạn có thể áp dụng cho mọi hình thức chặn. Và ngoài ra nó cũng giúp tăng cường bảo mật và cải thiện tốc độ lướt web khi có hiện tượng đứt cáp xảy ra. Và như các bạn cũng đã biết thì thời gian gần đây có rất nhiều website đã bị nhà mạng đưa vào danh sách hạn chế truy cập. Và ngoài ra, một số website họ chặn giải IP của Việt Nam, do đó chúng ta không thể truy cập được vào theo cách thông thường. Hoặc bạn là nhân viên văn phòng và làm việc ở các công ty cũng thường thấy họ chặn một số trang web có nội dung về game, ca nhạc, phim ảnh hay là truyện tranh để hạn chế nhân viên giải trí trong giờ làm việc, gây ảnh hưởng đến hiệu quả cũng như là năng suất công việc. Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để truy cập vào các website bị chặn một cách đơn giản. Đấy. Ok, bây giờ các bạn hãy cùng làm theo mình nhé. Ở đây thì mình đã có danh sách một số website mà không thể truy cập được vào theo cách thông thường. Mình sẽ thử truy cập cho các bạn xem. Trang web đầu tiên này, costo.com, không thể truy cập. Trang web thứ hai, có rất nhiều lý do không thể truy cập. Thì cái lý do này là do là họ chặn IP của Việt Nam, do đó thì chỉ nước ngoài không có thể truy cập được vào các trang web này. Ngoài ra thì cũng có chiều ngược lại là một số nhà mạng cũng chặn các trang web có nội dung không phù hợp với người dùng, do đó thì họ chặn không cho các trang web đó có thể truy cập được. Vậy thì làm thế nào để truy cập vào các trang web này thì ngay bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đây thì các bạn sẽ vào trang web 1.1.1.1, các bạn gõ vào thanh công cụ, mở trình duyệt web lên và gõ 1.1.1.1, các bạn ấn enter. Và đây thì chính là giao diện của cái trang web 1.1.1.1. Thì ở đây thì các bạn sẽ lựa chọn cái nền tảng phù hợp với cả cái hệ điều hành của các bạn này. Ở đây thì có App Store này, Google Play này, Mac OS và Windows. Thì ở đây mình đang dùng máy tính sử dụng hệ điều hành Windows. Sau đó mình sẽ bấm vào Windows để mình tải bộ cài về. Và các bạn có thể sử dụng phần mềm tăng tốc độ download để download cho nhanh. Mình sẽ bắt đầu tải. Và cái phần mềm này nó rất là nhẹ, do đó thì tốc độ tải về sẽ rất nhanh. Chờ một chút cho ứng dụng cài đặt. Ứng dụng sẽ đang bắt đầu tải về thì các bạn chờ trong giây lát. Ok, như vậy là mình đã tải ứng dụng về thành công. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mở ứng dụng lên. Các bạn chọn Next. Tiếp theo các bạn chọn cài đặt. Ứng dụng sẽ bắt đầu cài đặt trên máy tính của các bạn. Sau đó các bạn bấm Finish để hoàn tất. Sau khi cài đặt xong thì nó sẽ có một cái biểu tượng đám mây ở phía dưới thanh công cụ. Thì các bạn có thể đọc qua cái hướng dẫn thì ở đây nó có một cái bảng là... Các bạn bấm Continue này. Ở đây thì nó sẽ có một cái bảng cam kết thỏa thuận này. Các bạn chọn Accept. Tiếp theo thì các bạn chỉ việc gạt cái nút công tắc sang phần Connect là xong. Bây giờ thì các bạn quay trở lại các trang web mà vừa nãy mình không thể truy cập được. Đấy, thì các bạn chỉ việc F5 lại. Đó, trang Costo đã có thể vào thành công. Các bạn thấy là tốc độ vào trang web nó cũng không hề chậm chút nào, vẫn nhanh. Tiếp theo, trang thứ hai mình cũng đã vào thành công. Đây đều là những cái trang web mà từ nước ngoài họ chặn giải IP của Việt Nam này. Trang web thứ ba mình cũng đã vào thành công. Đó. Bây giờ để chắc chắn thì mình sẽ tắt cái ứng dụng này đi. Mình thử lại cho các bạn xem. Cái ứng dụng hình đám mây này. Tắt đi, bây giờ F5 lại. Tất cả các trang web đều bị từ chối. Đấy, các bạn có thể thấy cái phần mềm này nó rất là hấp dẫn. Bây giờ các bạn lại bật lên thì nó sẽ lại vào được
bình thường. Chờ một lúc, do mình vừa mới bật công tắc lên cho nó sẽ mất khoảng 1-2 phút. Như vậy là tất cả các trong app đều đã vào được, và mình khuyên các bạn nên sử dụng cách này. Nó khác những cái cách mà cài một cái tiện ích mở rộng ở trên trình duyệt web, thì các bạn chỉ có thể vào được bằng cái tiện ích đó thôi. Có nghĩa là cái trình duyệt web nào cài tiện ích thì các bạn mới có thể truy cập được, còn những trình duyệt web không cài sẽ không vào được. Còn cái ứng dụng này nó cài trực tiếp trên hệ điều hành các bạn, do đó thì các bạn có thể áp dụng cho mọi trình duyệt web luôn. Cách này là cách gọi là có thể nói là mới nhất hiện nay rồi đấy. Còn những cái cách khác như là các bạn đổi đuôi của website, hay là cài đặt các cái tiện ích khác, thì mình đã sử dụng qua, mình thấy tốc độ nó cũng không được nhanh cho lắm. Và ngoài ra thì một số trang web nó cũng không hỗ trợ đổi đuôi của tên miền hoặc là cài đặt các cái DNS. Do đó thì mình khuyên các bạn nên sử dụng cách này, truy cập rất là hiệu quả. Ok, thì tất cả các trang web đã vào được, và từ nay trở đi thì các bạn có thể truy cập vào các trang web bị chặn một cách nhanh chóng. Ok, thì như vậy là trong video ngày hôm nay thì mình đã hướng dẫn các bạn cách để truy cập vào những website bị chặn thành công 100%, và hy vọng là cái video này sẽ có ích cho các bạn. Và đừng quên bấm like, theo dõi để giúp kênh của mình phát triển hơn. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì có thể comment bên dưới, khi nào rảnh mình sẽ giải đáp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.